pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền chúng sanh. Hiểu nghĩa lý khéo thực hành, khéo tuyên thuyết thuyết pháp trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đã thông. Đã đời Thế Tôn xà thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai diệt độ tại thành Ma Na. Bữa cơm cuối chôn đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung y vàng A Nan hầu mặc mà lòng ngạc. Phật khiến y chợt tối, ánh loang sáng chói lạ thường. Thế Tôn bí mẫn nói rằng, màu da tỏa sắc hai lần mà thôi. Một vào lúc Như Lai đại ngộ, hai là khi diệt độ mãn phân. Đêm nay thời khắc đã gần,
Namo Tamang Bodhasolo Kadam Nejit.
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ thưa đạo tràng, có nghe được ạ? Dạ, con thành tâm tọa minh hạnh. Namo Buddhaya, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con cũng kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ bảy, 1 tây tháng 2 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mới đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Con kính mời quý Phật tử Nam Mô Thọ Bát xin chuẩn bị để cùng con tắt bạch sinh giới. Nam Mô Bích Tha, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam Mô Bích Tha, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Ukasa mayang phan tê tisa ra nê na sa a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma dutiyam bi mayang phan tê tisa ra nê na sa a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma Tatiyambi mayang phan tê tisa ratne nasa a thang ga saman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa minh hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Bụt đà hàng sa la nam đệ tử nguyện quy y Phật. Bhutang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang sanam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sang khang ra nam gacchami đệ tử nguyện quy y tăng. Sang khang saranang gacchami đệ tử nguyện quy tăng.
Tuyam bi Bụt Đà Hằng Sa Lâm Gạch Hà Mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Duttiyam bi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyam bi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Duttiyam bi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Duttiyam bi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Duttiyam bi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyam bi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi Buddhahang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam bi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam bi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyam bi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sĩ khá ba đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana ve ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacchariya ve ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Aparamacchariya ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada ve ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me rayamachappamadathana ve ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Surame shayama chappama dathana ve chamani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapho sana ve ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Wikalapo jana wejamani sika padang sama dia mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natya gita wadita visu kadasana mala gantavide bata dharana mandana vifu sanatana veramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch và mang đồ trang sức. Nacha gita wa dita visu karasana malagan tawile panatha janaman dana vifu sanatana we jamani sika padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Ukya Siyana Maha Siyana Veramani Sikha Badang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucha sayana maha sayana we shamani sika padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang atang gasamman nagatang putapan nyatang upo satang itman charatin itman chadiwasang sama dewa abhijakitum sama dia mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền chọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badane uposasi varasena iman jaratan iman jirivasang sathukang katawa apmamadena sammarakitambang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hệ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên với vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sì lê na su ha tình danh tí, sì lê na phô ha sa ma ra, sì lê na ni bu tình danh tí, ta sa ma sì lê na vi sô tha dê. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sống.
tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bào, đức lành từ dung. Và tu sắp bằng mang lăng ra khẳng tu sắp bà đê và ta sắp bằng bùa đá nụ hạ vệ nà sà đà sò thị phong văn trư tê. Và quả tu sắp bằng mang lăng ra khẳng tu sắp bà đê và ta sắp bằng hàm mà nụ hạ vệ nà sà đà sò thị phong văn trư tê. Và quả tu sắp bằng mang lăng ra khẳng tu sắp bà đê và ta sắp bằng sẵn khá nụ hạ vệ nà sà đà sò thị phong văn trư tê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, và sự thành lợi thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ, sa thủ. Lành thai, lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và chúng con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tế Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sis Lan Dòng Nguyệt. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam Mô Buddhaya. Nam Mô Buddhaya, đây là chương trình Phật Pháp Buddhadhamma. Trên phao thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ... Quý vị đợi chút xíu nha. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Còn Khama thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh. Bài mà Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 47, Kinh Tư Xá. Vimamsaka Sutta, từ cầu năm 40 đến năm 1 sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy. Bây giờ thì con xin kính quý vị đợi chút. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tế Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiên văn địa tiên Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta bước qua cái bài kinh 47,
tức là bài kinh Từ Sát. Vibhaṃsaka Sutta. Bài kinh này Đức Phật đang giảng về cách để một vị tỳ kheo đặt niềm tin trọn vẹn nơi bậc tổ sư, bậc chánh đẳng chánh giác. Nếu không có xem xét về bậc đạo sư của mình thì sẽ không có rõ biết bậc đạo sư có cái đặc tính như thế nào, nên niềm tin của họ yếu đi. Còn khi mà xem xét bậc đạo sư của mình những cái đức tính nó có hay không, những cái sự kiện nó có hay không, thì lúc đó vị tỳ kheo sẽ đặt niềm tin trọn vẹn nơi bậc đạo sư. Có lẽ là chưa có một vị giáo chủ nào ở trong thế gian này mà lại cho phép và chỉ cho đệ tử cái để tìm hiểu về cái vị đạo sư. Cái câu người ta nói vàng thiệt không sợ lửa, hay là cái câu thanh giả tự thanh, ngài là bậc giác ngộ thật sự, ngài là bậc thanh tịnh thật sự thì ngài không có sợ ai tìm hiểu ngài. Ngài vàng thiệt cũng có sợ lửa thôi. Và chúng ta đọc ở trong bài đó thì phải nói là bài học hôm nay rắc rối do cái bản dịch nó cũng có vấn đề. Và ngay cả cái văn bản Pali cũng có vấn đề. Những cái sự việc đó đã được Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày ở trong cái bắt yếu của cái bài học. Nhưng cũng có một điểm mà ở đây chúng tôi không thấy ở trong cái bản thoát yếu của Thượng Tọa nhắc đến. Là vấn đề do vô úy mà tự bỏ. Vị tôn giả này không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái. Vì không có tham ái nên vị này không thỏa mãn các dục.
Thì cái câu này nó rất là nguy hiểm thưa quý vị, nó nguy hiểm lắm. Là bởi vì khi mà dẫn chứng cái lời của Đức Phật đó, như vậy tôi nghe trước mặt Thế Tôn, như vậy tôi được biết trước mặt Thế Tôn. Ta do vô úy mà từ bỏ, ta không phải vì sợ hãi mà từ bỏ. Do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên ta không thỏa mãn các dục. Cái câu mà không thỏa mãn các dục vọng đó, ta không thỏa mãn các dục vọng, cái chỗ này nó hơi nguy hiểm một tí. Nó nguy hiểm chút, bởi vì cái câu nói như thế này cái chữ mà gọi là vita rang ragata kame nasevati khaya ragasa không phải là ngài bị sợ mà ngài bỏ các dục, mà vì ngài đã ly tham, đã đoạn tận ái, nên ngài không có hưởng thụ các dục. Chữ nasevati, chữ nasevati là không có hưởng thụ, không có hưởng thụ, chứ không phải là không có thỏa mãn. Chà, cái câu này dịch nguy hiểm vô cùng thú vị. Người ta đọc người ta sẽ cười Đức Thế Tôn mình, cười bậc đạo sư của chúng ta. Cho nên cái chỗ này điểm mà ở trong cái bản dịch có vấn đề, chúng tôi đọc thấy cái chỗ đó. Thôi thì bây giờ cái tất cả những cái sự việc đó để sau, để trong cái giờ thảo luận chúng tôi sẽ cùng với Thượng Tọa Nhật Đẳng giải quyết vấn đề này. Còn bây giờ thì xin mời sư cô Khuyên Ma đọc cho chánh văn của phần Toát Yếu về học, sau đó tỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng sẽ giảng giải. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh văn bài học hôm nay. Hôm nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình trung và Imanikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài 47, Kinh Tư Sát. Virasaka Sutta từ câu 541 đến 52 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. 541. Tại sao gọi là kinh Tư Sát? Chữ Vinansaka bản dịch Việt là Tư Sát, cái nghĩa là người quan sát, người tìm hiểu. Tên bài kinh dựa trên ý chính trong pháp thoại mà Đức Phật dạy những đệ tử nên tìm hiểu thế nào về chính ngài. Nam 42. Đại ý kinh Tư Sát là gì? Có lẽ không có vị giáo chủ nào ngoài Đức Phật
khuyên và chỉ cách các đệ tử tìm hiểu về bậc đạo sư là người thế nào. Có một câu trong bài kinh mà nguyên văn Pali và lời dịch Việt đều có vấn đề cần làm sáng tỏ. Trong bản của Miến Điện trong cuộc trùng nguyên Tam Tạng lần thứ tư, Indajanan Tena lúc bản in của Bali là Tes Society y cứ theo bản của Tích Lan thì ghi là Ajanan Tana. Thoạt nhìn hai bản gì bạn nhìn hai vị bản có vẻ như giống nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Ajanati là biết trong khi Ajanati là không biết. Nếu dịch theo bản của kỳ trùng nguyên Tam Tạng lần thứ tư thì nên dịch là này chư tỳ kheo, một vị tỳ kheo là người có thái độ khách quan của người cầu học Vinamasaka nhưng không đọc được tâm của người khác nên suy xét về Như Lai có phải là bậc hoàn toàn giác ngộ hay không. Bản sớ giải ghi rằng không ai ngoài Đức Phật có thể đọc được tất cả tâm ý Phật toàn giác, nên theo bản Miến Điện hợp lý hơn nên ghi là Ajanantena không biết thay vì biết. Trong bản dịch tiếng Việt này, các tỳ kheo, vị tư sát tỳ kheo muốn biết rõ tập tánh của người khác cần phải tìm hiểu về Như Lai để ý thức được Ngài có chánh đẳng giác hay không. Ý nghĩa rất xa nguyên có ý nghĩa rất xa nguyên quan. Đức Thế Tôn nêu lên chín điểm mà một đệ tử nên suy xét để đặt niềm tin trọn vẹn ở Phật. Một, Đức Như Lai có ối nhiễm hay không qua những gì Đức Phật nghe. Hai, những điều bất nhất có thể tìm ổ Như Lai qua những gì được thấy, được nghe. Ba, sự thanh tịnh tốt đẹp của biểu lộ rõ ràng ở Như Lai qua những gì được thấy, được nghe. Bốn, thiện pháp thể hiện ở Như Lai và vốn cố hữu hay nhất thời. Năm, danh lợi có chi phối Đức Như Lai không? Có phải Đức Như Lai? Sáu, Đức Như Lai có phải Đức Như Lai sống thanh tịnh vì lo ngại? Bảy, Như Lai có thuyết pháp với cung cách cao quý? Tám, Như Lai cố trả lời thẳng thắn về bản thân mình không? Chính, Như Lai có truyền dạy giáo pháp chân thật, thiết thực rõ ràng, có hiệu năng dẫn đến giác ngộ giải thoát. Năm, bốn, ba. Thế nào là ý nghĩa của câu Đức Như Lai có ối nhiễm hay không qua những gì được thấy? Là quan sát hành vi của thân, nghe là hiểu được ngôn từ qua lời nói của khẩu. Này các tỳ kheo, vị tư sát tỳ kheo muốn biết rõ tập quán của người khác cần phải tìm hiểu về Như Lai trên hai loại các pháp do mắt tai nhận thức nghĩ rằng những pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy có hiện hữu ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ kheo được biết như sau: những pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện hữu ở Như Lai. Sau khi tìm hiểu như vậy và được biết như sau: những pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. 544.
Nào là ý nghĩa của câu những điều bất nhất có thể tìm thấy ở Như Lai qua những gì được thấy, được nghe, mệnh đề Vitamisa Dhamma có nghĩa pháp pha lẫn những phức tạp, có nghĩa không phải lúc nào của thanh tịnh tốt đẹp. Mặc dù có lúc có hành động và lời nói rất cao siêu, vị ấy tìm hiểu thêm những tà pháp khi nhiễm khi tịnh, do mắt tai nhận thức những pháp ấy hiện khởi ở Như Lai không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy và vị tỳ kheo biết được như sau: những tạp nhạp do mắt tai nhận thức những pháp ấy không có hiện khởi lại. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: những tạp pháp do mắt tai nhận thức những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Năm 45. Thế nào là ý nghĩa của câu sự thanh tịnh tốt đẹp của biểu lộ rõ ràng ở Như Lai qua những gì được thấy, được nghe? Điều này có nghĩa là qua hành vi và ngôn ngữ có thể khẳng định rõ là Như Lai thanh tịnh hay không thanh tịnh. Vị ấy tìm hiểu thêm những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt tai nhận thức những pháp ấy hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ kheo biết được như sau: những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt tai nhận thức những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt tai nhận thức những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Năm 46. Thế nào là ý nghĩa của câu thiện pháp thể hiện ở Như Lai là vốn cố hữu hay nhất thời? Có những người tốt đột xuất với hành động và lời nói cao quý, nhưng khi trong trường hợp nào đó chứ không phải luôn luôn như vậy. Vì ấy tìm hiểu thêm bậc đáng kính này, thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài hay trong một thời gian ngắn. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị tỳ kheo biết được như sau: vị tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài. Bậc đáng kính này thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời gian ngắn. Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: bậc đáng kính này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài. Bậc đáng kính này thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời gian ngắn. Năm 47. Thế nào là ý nghĩa của câu danh lợi có chi phối Đức Như Lai hay không? Có những bậc tu hành rất tốt đẹp khi là một ẩn sĩ, như khi được cung kính đắc lợi nhiều, khi soi chiều hiện ra những bất thiện pháp như giả dối, ngã mạn. Vì ấy tìm hiểu thêm bậc đáng kính hữu danh này, khi có danh một số nguy hiểm có khởi lên ở đây cho vị tỳ kheo khi vị ấy chưa được hữu danh, chưa có danh tiếng. Này các tỳ kheo, khi vị ấy được hữu danh, có danh tiếng thì một số nguy hiểm có thể khởi lên ở đây cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị biết được như sau: bậc đáng kính chưa hữu danh này, khi chưa có danh, một số nguy hiểm không khởi lên cho vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau: vị này khi có danh, một số nguy hiểm có thể không khởi lên cho vị ấy. Năm 48. Thế nào câu có phải Đức Như Lai thanh tịnh vì lo ngại?
Có những nhà tu từ bỏ dục là không không phải vì nhận thức rõ bản chất phù phiếm nguy hại hay do đoạn tận tham ái, chứ không phải vì lo sợ người khác chê trách. Vì ấy tìm hiểu thêm, bậc đáng kính này từ bỏ với sự vô úy, không phải vì sợ hãi từ bỏ, có phải do vì đoạn diệt tham ái không? Vì không có tham ái nên vị này không thỏa mãn các dục. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau: Đức Như Lai do vô ý mà từ bỏ, không phải sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái. Vì không có tham ái, vì không có tham ái nên vị này không thỏa mãn các dục. Năm bốn chín, thế nào là ý nghĩa của câu Như Lai có thuyết pháp với cung cách cao quý? Đức Như Lai thuyết pháp vì lợi ích cho chúng sanh, dù hội chúng nhiều người hay cho một người, ngài thuyết pháp với một tâng bốc người này hay chà đạp người kia, sớ giải gọi đó là thái độ vô tư của chư Phật. Này các tỳ kheo, nếu có những người khác hỏi vị tỳ kheo ấy như sau: Những dự kiện tôn giả là gì? Những bằng chứng của tôn giả là gì mà tôn giả nói Phật do vô ý mà từ bỏ, không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái. Vì không có tham ái nên vị này không thỏa mãn các dục. Này các tỳ kheo muốn trả lời một cách chân chánh, không phải trả lời như sau: Bậc đạo sư sống giữa tăng chúng hay sống một mình, dầu cho những vị sống ở đây là thiện hạnh là ác hạnh, dầu cho có những vị giáo giới hội chúng ở đây, những vị chuyên trọng tài vật, có những vị ở đây không bị nhiễm bởi vị vị tôn này, không vì vậy mà khinh bỉ họ. Vì lý do này, như vậy tôi nghe trước mặt Thế Tôn, như vậy tôi được biết trước mặt Thế Tôn, ta do vô ý mà từ bỏ, ta không phải vì sợ hãi mà từ bỏ, do vì đoạn diệt tham ái. Vì không có tham ái nên ta không thỏa mãn các dục. Năm năm mươi, thế nào là ý nghĩa của câu Như Lai có trả lời thẳng thắn về bản thân mình không? Có nhiều người dám khẳng định về bản thân vì xét đạo đức còn khuyết điểm hay thiếu tự tin, do không phải là trường hợp của Đức Phật. Ở đây này các tỳ kheo, Như Lai cần được hỏi thêm như sau: Các ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi? Được hỏi như vậy, Như Lai sẽ trả lời như sau: Các pháp ô nhiễm do mắt tai nhận thức, những pháp ấy không hiện khởi ở Như Lai. Nếu được hỏi những tạp pháp ở mắt tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi? Được hỏi như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai sẽ trả lời như sau: Những tạp pháp do mắt tai nhận thức, những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai. Nếu được hỏi những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi? Được hỏi như vậy, này các tỳ kheo, Như Lai trả lời như sau: Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt tai nhận thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai. Ta lấy như vậy làm đạo lộ, làm hành khởi, không có ai giống ta như vậy. Năm năm một, thế nào là ý nghĩa của câu Như Lai có truyền dạy giáo pháp chân thiện thiết thực rõ ràng, có hiệu năng dẫn đến giác ngộ giải thoát? Phải nhận chân giá trị cao quý của bậc đạo sư qua giáo pháp
truyền giải như một người đi vào thành phố được xây dựng huy nga tráng lệ thì có thể cảm nhận đó phải là một công trình tạo nên bởi một kiến trúc sư thực tài. Này có thể theo một đệ tử phải đến gần bậc đạo sư nói như vậy để được nghe pháp, vì đạo sư thuyết pháp cho vị ấy từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương sabati bà cha. Này các tỳ kheo, tùy theo đạo vị đạo sư thuyết pháp cho vị tỳ kheo từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương đương kheo, tùy theo như vậy, sau khi chứng tri trong pháp ấy đạt sự cứu cánh của từng pháp một, vị ấy khởi lòng tịnh tín đối với bậc đạo sư Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. Này các tỳ kheo, nếu có người khá hỏi tỳ kheo ấy như sao, tôn giả có những dự kiện gì, có những bằng chứng gì để tôn giả nói rằng Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì? Này các tỳ kheo, muốn trả lời một cách chân chánh, vị tỳ kheo phải trả lời như sau. Này hiện tôn đệ, Thế Tôn thuyết pháp cho tôi từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các pháp tương đương của chúng. Này hiện giả, tùy theo Thế Tôn thuyết pháp cho tôi như thế nào, từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các pháp tương đương của chúng. Tùy theo như vậy, sau khi chứng tri trong pháp ấy, tôi đạt được sự cứu cánh của từng pháp một, tôi khởi lòng tỉnh tín đối với bậc đạo sư Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. Ở trên cái banner đó thì tới có một câu 551 thôi, sao mình ở đây có 552 nữa vậy? 552, Đức Phật đã kết luận pháp thoại thế nào? Chỉ có tìm hiểu rõ về Đức Phật thì một đệ tử mới thành tựu được niềm tin kiên cố. Này các tỳ kheo, đối với ai mà lòng tin đối với Như Lai được an lập căn cứ an trú? Này các tỳ kheo, vậy thì sao? Bây giờ đọc hết 552 luôn ha. Rồi thôi vậy đọc nha. Xin lỗi đại chúng nha. Bây giờ đọc lại. Này các tỳ kheo, đối với ai mà lòng tin đối với Như Lai được an lập căn cứ an trú trên những dự kiện, những văn cú, những văn tự như vậy, này các tỳ kheo, lòng tin như vậy được gọi là dự kiện đầy đủ căn cứ trên chánh kiến. Rồi cái này là đọc theo email nha. Vững chắc không thể phá hoại bởi một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma ra, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. Như vậy, này các tỳ kheo, là sự tìm hiểu về Như Lai, và như vậy Như Lai mới được khéo tìm hiểu một cách đúng pháp. Dạ thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nó một thời gian, kính thưa lễ, kính thưa thầy sư,
Đây là chư Công Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nội dung bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh có thể nói rằng ba nội dung tương đối rất là đặc biệt. Đó là bài kinh với lời dạy của Đức Phật. Mình Đức Phật khuyên về những đệ tử của Ngài nên tìm hiểu như thế nào về Ngài. Như vậy thực sự thì cũng là rất là dễ hiểu đối với Pháp. Phật Pháp không dạy, chúng ta chỉ tin Đức Phật mà không hiểu Đức Phật. Nhưng mà hiểu Đức Phật vậy, hiểu như thế nào thì qua này chúng ta có thể học được nhiều điểm rất là quan trọng ở trong cái nhìn của chúng ta đối với Đức Phật. Nhưng mà trước khi đi vào bài kinh thì chúng tôi cũng phải thưa với quý vị một điều rằng vì chúng tôi đang bận nhiều việc, nếu không thì có lẽ là chúng tôi phải dịch lại bài kinh này. Bản tiếng Việt có nhiều chỗ rất là lúng cúng, chúng tôi phải nhận là như vậy. Chúng tôi không có thời giờ để so sánh với cái nguyên bản trước kia mà Hòa Thượng Minh Châu dịch, nhưng mà cái bản sang đời này thực sự có rất là nhiều điểm lúng cúng từ cái hành văn cho đến từ vựng. Nhưng mà chúng ta chỉ dùng tạm thôi. Dùng tạm chứ tôi mong quý Phật tử có thể hiểu được cái ý chính của bài học hôm nay. Thế đây quý vị mở đầu bài kinh thì chúng ta có một câu kinh mà chúng tôi đã trích ở trong bài học, và chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử có thể đọc lại hơn là chúng tôi nói, bởi vì khi mà nói thì có thể để quý vị cũng nghỉ chờ chút một chút nha. Quý vị hơi khó một chút, ít có khi nào mà chúng ta gặp trường hợp hai bản kinh đều là bản rất có uy tín về Tam Tạng. Như chúng ta biết rằng Tam Tạng Pali được gìn giữ và thọ trì bởi nhiều quốc gia Phật giáo ở Nam Tông, từ Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào, và bây giờ chúng ta có những bản của Devanagari của Ấn Độ, thì bản của Pali Text Society là bản viết bằng chữ Roman. Nhưng mà thường chúng tôi sử dụng hai bản, một bản là của kỳ Trùng Tuyên tập thứ 6, nhưng lễ Bút Thách Gia Giang Chai Giang Chí phương lịch 2500 ở tại Miến Điện, mà người ta quen gọi là cuộc kết tập Tam Tạng thứ 6. Chúng tôi không dùng chữ kết tập, tại vì chữ kết tập nó chỉ được áp dụng trong lần đầu tiên mới gọi là kết tập, những lần sau chỉ là trùng duyên chứ không phải là kết tập. Thì thưa quý vị, bản của Pali Text Society
vì bởi này làm việc với một cái công trình rất là công phu, rất là công phu. Và hai bản thì nó có một cái chỗ khác biệt là cái chỗ dùng chữ acha nante đó, chữ a đó là trường âm acha nante đó, và một cái chữ của bản miếng điện đó, của kỳ dùng chữ tâm tạng thứ sáu thì là acha nante đó. Thì một chữ chữ a chữ á thì nghe nó cũng giống như nó không khác nhau bao nhiêu, nhưng mà cái chữ acha nante đó có nghĩa là không biết, còn acha nante đó là biết. Thì thứ vì mặc dù có như vậy nhưng mà theo trong sớ giải đó, thì chúng ta thấy được là cái bản của miếng điện thì có lý hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta coi theo cái ý của bài văn này đó, là mình có thể nhận xét về người khác qua ba điều là lời nói, hành động và ý nghĩ. Tức là qua những cái hành vi, lời nói về ý nghĩ, nhưng mà không có tha tâm thông, chúng ta không đọc tâm người khác được. Ví dụ như là một người có thể rất là tốt, nhưng mà những ý nghĩ sâu kín của họ trong lòng mình không biết được. Riêng ở đây chúng ta nói về trường hợp mà Đức Phật dạy những đệ tử nên nhận xét về Ngài, thì nhận xét về Đức Phật những đệ tử thì chỉ có thể có được hai trường hợp, đó là những gì mắt thấy, những gì tai nghe. Mắt thấy thuộc về thân hành hay là thân giáo, tức là hành vi của thân, và lời nói là được tai nghe, tức là khẩu hành hay giáo. Thì còn về ý của Đức Phật thì chúng ta không đọc được. Chúng ta không đọc được bởi vì ngay cả một vị mà có thi nhãn thông của đại thần lực như ngày Anuruddha hay ngày hay là ngày Mokkhalana chẳng hạn, thì các vị chỉ có thể đọc được tâm ý Đức Phật ở cái mức độ rất là tương đối những gì mà Đức Phật ngài cho biết, hay là cái chuyện bình thường như trường hợp Phạm Sa, Phạm Thiên Sam Phát Tí đọc được tâm với Đức Phật trong những chuyện bình thường. Nhưng mà ở trong những cái cảnh giới cao rộng của chư Phật toàn giác thực sự đó, thì theo ở trong kinh đó, cái vị thấp không đọc tâm có động vị cao, ví dụ vị Tu Đà Hoàn không thể đọc được tâm vị Tư Đà Hàm, vị Tư Đà Hàm không thể đọc tâm vị A La Hàm, A La Hàm không thể đọc trọn vẹn tâm của vị A La Hán, và vị Thân Như Văn Giác thì không thể đọc trọn vẹn tâm của vị Phật độc giác, vị độc giác cũng không thể đọc trọn vẹn tâm vị Phật toàn giác. Điều này dễ hiểu như là ở một cái trình độ nào á thì phải có trình độ tương đương thì mới có thể đọc được cái tâm. Điều này không có nghĩa là những cái vị như Phạm Thiên Sắp Bát Tí hay là tôi ở một kỳ Đi Liên và Nuôi Đức Thác không có đọc được tâm của Đức Phật, nhưng mà đọc ở tâm ở cái chuyện rất là bình thường, rất là tương đối. Ví dụ tôn giả Ananda là thị giả của Đức Phật, thấy Đức Thế Tôn có một cái nụ cười nhẹ, gọi là ưng cúng vi chiếu, ưng cúng vi chiếu thì mới thỉnh Đức Phật, mới hỏi Đức Phật. Thì nghĩa là tôn giả Ananda biết rằng khi Đức Phật ngài tỏ lộ một cái nụ cười nhẹ như vậy, tức có duyên sự để mà hỏi. Nhưng mà thực sự tôn giả Ananda không có cái duyên sự đó là gì. Thì ở đây chúng ta nên hiểu được rằng cái câu phải dịch cho chính xác đó, là nếu một đệ tử mà muốn tìm hiểu về Đức Thế Tôn mà không có khả năng đọc được tâm, đọc được tâm thì có thể tìm hiểu qua
những gì gọi là mắt thấy tai nghe, tức là qua cái hành vi của thân của khẩu, tức là qua hành vi của thân và lời nói của khẩu. Nhưng mà trong cái bản kinh tiếng Việt á, thì quý vị lại dịch một cái câu mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là các vị nó không không có dựa cho bản sớ giải. Nó dịch là này các tỳ kheo, vị tư sát tỳ kheo, giờ muốn biết rõ tập tánh của người khác cần phải tìm hiểu về Như Lai để ý thức ngài cũng sẽ đăng giác hay không. Cái câu đó thì thực sự nó vừa sai văn vừa sai nghĩa, dạ sai văn sai nghĩa, nó có nhiều vấn đề nên chi đôi khi chúng tôi và thượng tọa Thượng Siêu rất là ái ngại khi mà quý Phật tử đọc vào trong tâm tạng đó, mà quý vị không còn có cách nào khác chỉ dựa trên bản dịch hoàn toàn đó, thì thực sự cũng đôi khi cũng rất là nguy hiểm. Nhiều lúc chúng ta phải cân nhắc, phải so sánh rất là nhiều. Thì quý vị ở đây có 9 điểm mà Đức Phật này nêu ra. Ở trong 9 điểm này là những gì mà Đức Phật này dạy chúng ta, những điều Đức Phật, và dĩ nhiên là phần lớn là Đức Phật ngài dạy cho những đệ tử của Phật còn lúc khi ngài còn trụ thế, sống gần bậc đạo sư. Bây giờ có thể là chúng ta sống sau Đức Phật rất lâu, nhưng mà chúng ta hay đọc lại Đức Phật qua kinh điển, và từ đó chúng ta chiêm nghiệm một số điều. Thứ nhất là Đức Như Lai có quế nhiễm qua những gì được thấy hay không? Dạ. Đức Phật ngài là một bậc đạo sư có một đời sống rất là mở rộng. Chúng tôi có nhiều lần nói với quý vị rằng Đức Phật ngài có một thị giả là Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda là một vị trí thức, là một vị hoàng tử, và hơn thế nữa là một vị cùng tuổi với Đức Phật. Năm Đức Thế Tôn 80 tuổi, Tôn giả Ananda cũng 80 tuổi. Tôn giả Ananda sống sát bên Đức Phật, thường xuyên học và biết rõ về Đức Phật. Thì thưa quý vị, nếu Đức Thế Tôn mà qua lời nói hay hành động mà cố ý nhiễm thì tự nhiên sẽ biết được. Về điểm này thì chúng ta phải nói một điều là không phải ngài chỉ cao quý ở một điểm là ngài không có quý nhiệm đối hành động mà cái lời nói của ngài. Rajarishna là một vị nhà trí thức của Ấn Độ, như đọc trong kinh điển thì ông nói rằng một người đọc một cách nhuần nhuyễn kinh điển tam tạng và nói một cách trung thực chưa bao giờ có một lời nói mà thiếu từ bi, mà xuất phát từ tim khẩu của Đức Phật. Ở đây thưa quý vị, cũng là một điều rất là tế nhị. Trong lúc mà chúng ta đọc vào trong tam tạng kinh điển Pali, đôi khi Đức Phật ngài dùng cái chữ Mokkhapurisa, là người rỗng không hay là người thiếu trí, thì ngài chỉ cho một người hành động hay là suy nghĩ mà không có trí tuệ.
Nhưng cái văn phong và cái lời dịch đôi khi rất là nặng nề. Thí dụ này cả ngu si kia, đó là cái cách của chúng ta dịch. Thì dịch giống như là Đức Phật Ngài đang mạt sát cái người nghe. Không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng ở trong rất là nhiều trường hợp, nhất là khi mà chúng ta đọc vào trong Luật Tạng, một vị tỳ kheo mà làm một điều gì không có thích hợp, Đức Phật Ngài khiển trách. Nhưng mà trong sự khiển trách đó có một cái hàm ý rất rõ ràng là Đức Phật Ngài muốn nhấn mạnh về cái tai hại của cái hành động đó để ban hành luật và ngăn ngừa những cái phức tạp tương tự xảy ra trong tâm chúng. Nhưng mà nếu mình thấy cho rằng Đức Phật Ngài không có sân si, Ngài nói không phải là vì Ngài bực tức mà Ngài nói, mà đơn thuần là vì pháp mà nói, vì cái lợi ích của chư tăng mà nói. Và một điều mà cái lời dịch không có duyên dở được, đó là cái ngôn phong của Ngài. Cái ngôn phong đó là cái gì rất là khó, tại vì cũng cái câu nói đó, cũng cái lời đó mà chúng ta nói với một cái giọng bực tức hằng học nó khác, và chúng ta nói với cách nói nhẹ nhàng nó khác. Nhưng mà khi mà ghi trên giấy trắng mực đen thì chúng ta ghi lời, nhưng mà chúng ta không thể ghi cái ngôn phong được. Đó là vấn đề. Thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài không có bị quấy nhiễm bởi lời nói hay hành động. Ngài không có sợ người khác chỉ trích Ngài về điểm này. Và ở trong rất là nhiều đoạn kinh chúng ta đọc, chúng ta rất là thấm thía về điều đó. Từ ở trong Luật Tạng cho đến trong Kinh Tạng, như trong Trường Bộ Kinh này, Đức Phật Ngài có đề cập đến những điều một bậc đạo sư không bao giờ thấy sợ hãi, lo lắng bởi vì cái hành vi của thân, cái lời nói của khẩu không bị quấy nhiễm, hoàn toàn thanh tịnh. Do đó Ngài không có gì phải lo ngại. Và đó là cái đặc điểm của Như Lai. Đầu tiên là Ngài không có quấy nhiễm đối với lời nói và hành động. Quý vị để ý trong cái câu này là cần tìm hiểu Như Lai trên hai loại pháp. Cái câu dịch tiếng Việt đó, chúng ta phải nói câu dịch tiếng Việt rất là dở. Và không phải hai loại pháp, cần nên tìm hiểu về Như Lai qua hai phương diện. Và những gì do mắt thấy và những gì do tai nghe. Và ở đây mắt thấy đó, tức là về hành vi của thân, và tai nghe là lời nói của khẩu. Và chúng ta nhớ như vậy. Nhưng mà trong cái văn tiếng Việt, thưa quý vị, bản dịch thì chúng tôi phải thú thật là chúng tôi không có thoải mái về nhiều nhiều chỗ, nhưng mà bây giờ không có thời giờ, thì ra cũng phải khi mà chúng ta đọc ở đây chúng ta nghe nó lủng củng nhiều việc quá. Và điểm thứ hai là những điều bất nhất có thể tìm thấy ở Như Lai không? Cái sự bất nhất ở đây là chúng tôi nói rằng con người có nhiều khi mình làm những chuyện rất là tốt, có nhiều khi mình làm những chuyện rất là anh hùng, nhưng mà điều đó không có nghĩa là luôn luôn như vậy. Có những con người, thưa quý vị, tự nhiên trong một hoàn cảnh nào đó thì họ rất là rộng rãi, họ cho rất là nhiều. Có những con người tự nhiên ở trong hoàn cảnh nào đó họ chứng tỏ rất là cao thượng, họ dám bắt tay và tha thứ cho kẻ thù. Nhưng mà điều đó, đó nó chỉ xảy ra ở trong một cái thời điểm nào đó, ở trong một cái hoàn cảnh nào đó, chứ không phải luôn luôn như vậy. Cũng như là người Việt Nam có cái thành ngữ là thông minh đột xuất. Chúng ta cũng có thể nói là có những người quân tử đột xuất, hay có những người hiền thiện đột xuất, là lâu lâu tự nhiên người ta nó không biết ông ứng bài dập gì mà tốt lần. Thì điều đó không có ở Đức Phật. Cái tốt đẹp, cái tốt đẹp
cái cao quý của Đức Phật là cái gì đó nó luôn là vậy. Và bởi vì ngài đoạn tận phiền não, và không phải là khi mà chúng ta kể về Đức Phật mà chúng ta phải đi tìm ở một cái điểm nào thật là sáng chói hay là những cái nét chấm phá gì đó rất là quan trọng trong cuộc đời của ngài, chúng ta lấy điểm đó chúng ta nói về cuộc đời của ngài. Không phải, mà Đức Phật là cái rốt của ngài, rốt nhất thời. Ở đây cái từ vựng gọi là Vijivisa Dhamma, Vijivisa là cái sự pha lẫn hay là trộn lẫn, tức là có những pháp xấu pháp tốt nó trộn với nhau. Như một người mà đời sống của họ thì có khi tốt khi xấu, và khi chúng ta nhắc là chúng ta chỉ nhắc cái tốt thôi thì điều đó nó cũng không đủ, mà chúng ta lấy công tâm mà nói thì người đó có lúc tốt lúc xấu. Còn Đức Phật thì không phải như vậy, Đức Phật thì không có những cái xấu pha lẫn như vậy, chúng ta nên hiểu. Sự những cái thiện pháp á, những cái thanh định pháp, những pháp cao quý có hiện khởi bằng ở Như Lai không? Ở đây chúng ta nói về thiền định, chúng ta nói về thực thông, chúng ta nói về những cái cung cách, những cái ngôn phong, chúng ta nói về những cái năng lực giáo hóa, thì thưa quý vị, tất cả những điều đó đều có thể được thể hiện rất rõ ràng. Đức Phật ngài không phải chỉ có một vài năm hoằng pháp ở dưới thế gian này, mà ngài có 45 năm hoằng pháp. Và trong 45 năm hoằng pháp đó, ngài đã tiếp xúc với đủ hạng người, từ các vị Bà La Môn, Sát Đệ Lị, Thương Gia và Đề Cập Thủ Đà La, và Đức Phật Thế Tôn. Cuộc đời của ngài không phải chỉ ghi lại ở trong Tam Tạng Pali, mà còn ghi lại ở trong kinh điển của đạo Chen, tức là ở bên Ni Kiền Tử, Kỳ Na Giáo ngày hôm nay còn ghi lại. Và rồi Đức Thế Tôn ngài đã những gì mà chúng ta gọi là một kho tàng kinh điển mênh mông, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là những cái điểm siêu việt, những điểm cao quý, đúng rằng hiện khởi rất rõ nét, rất rõ nét ở Đức Phật. Chứ không phải là chỉ lâu lâu một thoáng một cái gì đó. Ở đây đôi khi chúng ta thấy có những con người rất là bình thường, rất là tầm thường nữa, nhưng mà lâu lâu họ có một vài hành động rất là hào sảng, họ có một hành động rất là quân tử, có hành động rất là cao thượng, nhưng mà cái đó chỉ là một cái gì nhất thời thôi, không phải là một cái gì không có rõ ràng. Nhưng Đức Phật ngài rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Chúng tôi phải thưa quý vị một điểm như vậy, mà không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà khi chúng tôi là những vị tu tăng sĩ mà học kinh điển cho đến giờ này, như là hồi từ toàn đời siêu mà chúng tôi còn nhỏ đọc vào trong Trung Bộ Kinh chẳng hạn, và cho đến bây giờ mấy chục năm, giờ 40-50 năm rồi tiếp tục đọc Trung Bộ Kinh, thì quý vị ở đó vẫn còn có vô số những điểm vi diệu, những điểm cao quý mà để có thể học hỏi, chứ không phải nói là ô cái đó mình nghe rồi tốt rồi thôi. Không phải như vậy. Cái sự bao la của kinh điển, cái sự rõ ràng của kinh điển, nó làm cho chúng ta ghi đậm nét ở trong lòng, chứ không phải là chuyện mà nhất thời một buổi được. Bởi vì quý vị thấy rằng có những điểm mà chúng ta nói đi nói lại ở trong kinh điển mà chúng ta còn cảm thấy thấm thía như thế, bởi vì điều đó rất là rõ ràng hiện thời ở Như Lai. Bây giờ có cái câu là thiện pháp
thể hiện ở Như Lai là cố hữu, là nhất thời, thì chúng ta nên hiểu rằng đó là cái bản chất cố hữu của Đức Phật, là bị đoạn tận phiền não, là bậc tỉnh thức. Mặt trời sáng ban ngày, trăng sáng ban đêm, nhưng mà tuệ giác của Phật thì sáng cả đêm lẫn ngày. Đức Phật là bậc tỉnh thức, và do vậy chúng ta sẽ hiểu được rằng Đức Phật không phải là lúc tốt, lúc xấu. Câu tiếp theo là danh lợi có chi phối được Như Lai không? Ở đây chúng tôi không có chữ mà thì chúng tôi đánh máy thiếu với vị quan thị sửa lại dùng. Là có những bậc tu hành tốt đẹp khi là một ẩn sĩ, nhưng khi được cung kính lợi đắc thì xoay chiều. Chữ nhưng chứ phải chữ như, chúng tôi viết ở trong bài kinh là như, quý vị quan hệ quý vị sửa lại cái chữ chữ chỉ nhưng chứ không phải chữ. Điều này có nghĩa là khi mà mình mới tu tập, còn là một ẩn sĩ vô danh, là người sống trong rừng trong núi, thì rất là tốt đẹp, không bị danh lợi chi phối. Nhưng mà khi bắt đầu có tiếng đâu, có lợi đắc, tức là có danh có lợi rồi đó, thì con người mình nó khác đi, đâm ra nó ngã mạng, đâm ra bị đâm ra giả dối, tại vì cái lợi danh nó chi phối. Đây là một cái bài học lớn đối với các vị tu sĩ. Nhiều vị đi xuất gia rất là tốt đẹp. Ở trong thời gian mà chúng ta gọi là thời gian ban đầu, hay là trong thời gian sống như một vị ẩn sĩ vô danh, như trường hợp Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, và lúc mới vào tu chưa ai biết gì, lúc bây giờ chỉ tu thôi thì rất là cao quý đến nỗi mà ngày Xá Lợi Phất phải tán thán. Nhưng mà khi đụng tới danh tới lợi rồi thì cái tập khí sanh khởi, tự nhiên cái danh cái lợi á, nhiều khi nó đi chung với cái ngã tính, cảm thấy mình cao quý, và cái đó nó nhân sanh phiền não. Nó giống như là cái chuối mà nó trổ ra bắp chuối thì nó chết, hay cây tre mà nó mọc ra bông thì nó chết, hay là có một loại, có những loại vật như cá sao minh chẳng hạn, nó sanh con thì nó chết. Và có những người cái thở vi lúc thiếu thời, lúc sống ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, thì là một người rất là đầy thiện chí, đầy những điều tốt đẹp. Nhưng một khi đã có thành công, nhất là danh lợi, và danh lợi ở đây phải là như ở bên ngoài, ở chức quyền danh lợi không được cái sự cung kính và cúng dường, cái sự cung kính cúng dường thay đổi. Đức Phật ngài không phải là bậc sống như vậy. Chúng ta đọc về lịch sử Phật, và mỗi lần chúng tôi đi hành hương sang Ấn Độ, đi đến nhiều địa danh, chúng tôi thường hay nhớ về những điều ở trong kinh. Khi Đức Thế Tôn ngài thành đạo ngày 35 tuổi, chuyển pháp luân ở vườn Lộc Giả, rồi ngài kêu gọi chư tỳ kheo mỗi người đi một ngã, bản thân ngài đi một mình về Uruvela. Ở tại đó ngài độ ba anh em đạo sĩ Uruvela Kassapa. Tổng cộng ba anh em Kassapa và đệ tử là 1.000 vị đều tu theo Đức Phật, đều là những vị có sở chứng, có thành tựu. Đức Thế Tôn 36 tuổi, thật ra nếu tính trong lịch Ấn Độ ngày mới 35 tuổi, và ngài đã
đi vào thành Vương Xá với 1.000 vị tỳ kheo trang nghiêm. Lúc đó ngài rất là trẻ, và vua Bình Sa Vương ra đón Đức Phật. Ngay từ những lời dạy đầu tiên của Đức Phật, thì vua Bình Sa Vương đã trở thành một vị thánh đệ tử tu đạo Phật. Nhà vua đã trang trọng dâng lên Đức Phật một cái vườn thượng uyển là trúc lâm rất đẹp để làm nơi cư trú tâm. Đó là khởi đầu của một ngôi chùa, đầu chùa đầu tiên của Phật giáo. Cho đến khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch ở tại Kosina năm 80 tuổi, thì thiếu gì lợi và danh không mãi mãi gì ảnh hưởng đến Đức Phật. Dạ, không mãi mãi gì ảnh hưởng đến Đức Phật. Thậm chí là có nhiều khi có những vị gia chủ đông đảo về để ý kiến Đức Phật, để tôn vinh Đức Phật, để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà những vị là ồn ào thì Đức Phật nói rằng Như Lai không có liên hệ lại hết. Và thưa quý vị, có rất nhiều trường học như Bà La Môn Vairagya, thỉnh Đức Phật và Chư Tăng an cư vào thời đó, lúc đó ở tại đó bị thất mùa. Đức Phật ngài thọ dụng cùng chư tỳ kheo thọ dụng thực phẩm một cách rất là khiêm tốn, nhưng ngài vẫn ở được, ngài không đi. Và chưa bao giờ mà Đức Phật ngài vận dụng được cái quý vị cũng như là sự giàu có của những đệ tử để tạo ra một cái ban hộ trì tam bảo, hay là tạo ra một cái nhóm người mà chuyên để lo về đời sống của ngài. Có khi ngài ở Vương Xá thì vua Bình Xá Vương là một đệ tử Phật, đệ tử thánh, đệ tử Tu Đà Hoàn rất là thuần thành. Ngài ở tại Xá Vệ, ông cấp cô độc và Vushika và Subiya. Subiya là những người mà chúng ta nói là tiền bạc trung trung. Nhưng mà có những buổi sáng Thế Tôn ngài đi khất thực với đôi chân trần và chúng mình bát trên tay, ngài đi vào những cái thôn làng, những nơi mà ngài có thể độ được chúng sanh, tạo duyên lành cho chúng sanh. Chỉ riêng một điều là ở Xá Vệ, đừng nói tới cốc cô độc, đừng nói vào quý Sa Kha, chỉ như vua Ba Tư Nạc không, thì có thể đủ để cung ứng cho Đức Phật và Chư Tăng một đời sống rất là đầy đủ. Nhưng mà không, Đức Phật và Chư Tăng khi nào mà thấy cần do được mời thỉnh thì đến. Hữu thỉnh thử lai, vô thỉnh bất đạo. Các ngài vẫn đi khóa duyên mỗi ngày, vẫn sống với đứa sống giản dị mỗi ngày. Khi mà chúng ta đọc rất là nhiều những cái giai thoại, ví dụ như một lần Avijja Kumara, một vị hoàng tử, Avijja vua quý vương tử, gặp Đức Thế Tôn ngài ngồi ở ven rừng vào mùa đông, ngài trải cái y tăng nhà lê, thì mới hỏi Đức Thế Tôn là lạnh lẽo là những ngày mùa đông, mỏng manh là chiếc y cà sa, về Đức Thế Tôn có được hạnh phúc không, có được khỏe không? Thì Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà nói về những người mà thật sự an lạc trong cuộc đời thì Như Lai là người thật sự an lạc, thật sự an lạc, bởi vì Như Lai đã đoạn tận những cái phiền não. Hình ảnh của Đức Phật có khi ngài trải y tăng già lê, nằm ở y tăng già lê dưới cội cây hay là ở trong rừng. Mà thực sự thưa quý vị, lúc đó chúng ta nói về trong cái cách nói của sư Giác Nguyên ấy, chúng ta gọi là danh lợi mênh mông nha. Cái nói sư danh lợi mênh mông tức là nếu mà Đức Phật ngày muốn ấy, thực sự ngày có rất nhiều thứ, nhiều lắm. Dạ. Chúng ta đọc lịch sử thời đó, từ đừng không nói về dòng Thích Ca ở các kỳ đó, kể
chúng ta nói đến Vesali, những hoàng tử dòng dòng Lichawi, chúng ta nói đến ở xá vệ, ở vương xá, ở Kosambi, hầu như là từ cái tầng lớp mà vua chúa cho đến trưởng giảm giàu có ở trong xã hội. Thì thật thưa quý vị, sự ái kính của chư thiên và nhân loại phải đọc những điều đó mới thấy rằng Đức Phật và các vị đại đệ tử đã không bị danh chi phối, không bị lợi chi phối. Các ngài đã sống một cuộc sống rất là giản dị, một đệ tử Phật thôi, như tôn giả Mahakassapa. Không biết bao nhiêu là cái sự tôn kính của chư thiên và nhân loại. Để cho chư thiên cũng, chúng tôi dùng cái chữ cái hơi kỳ, gọi là lén lén để cúng dường cho ngài. Lén lén cúng dường cho ngài Mahakassapa, nhưng không bị ngài khiển trách được. Ngài vẫn sống đầu đà. Tại sao các ngài sống như vậy, các ngài làm vậy? Tại vì giá trị của chánh pháp, và các ngài muốn tuyên dương cảnh chánh pháp, và các ngài để những hình ảnh rất đẹp. Bởi vì nếu mà chúng ta nói xét về các bậc đạo sư, xét về bậc đạo sư thì Đức Phật là vị Phật, ngài không có bị danh lợi chi phối. Cho dù là khởi đầu thời kỳ hoàng đạo, khi mới chuyển pháp luôn, hay là đến cho đến lúc ngài thiên đình ở tại Khô Thi Na, thì sự việc nó không mãi mãi khác biệt. Cái câu này thì thưa quý vị, ngay cả có khi có những vị tu sĩ sống đời sống rất là tốt đẹp, nhưng mà lý do các vị sống tốt đẹp là bởi vì lo sợ mình sống khác đi bị người ta chỉ trích, nên mình phải ráng mình sống như tốt, không hưởng thụ các dục. Nhưng mà thứ gì sống gần Đức Thế Tôn, ai sống gần với Đức Thế Tôn ở trong rừng sâu hay là giữa thành phố thì đều hiểu rằng Đức Thế Tôn ngài không hưởng thụ dục lạc là do ngài đoạn tận tham ái, chứ không phải là vì ngài lo sợ người khác, không phải ngài lo sợ người khác chỉ trích hay lo sợ người khác phê bình mà ngài phải sống như vậy. Tức là ngài tu là bởi vì không phải ngài để sống cái thanh tịnh, là tại vì cái bản chất của ngài thanh tịnh, chứ không phải là vì lo cái lời dị nghị nói ra nó vô của quần chúng. Và ngài không hưởng thụ các dục cũng phải là vì lo sợ, mà do ngài đã đoạn tận tham ái. Đức Thế Tôn có thuyết pháp với cái cung cách cao quý không? Thưa quý vị, ở đây có nhiều điểm mà chúng ta cần nói đến. Là nếu Phật ngài thuyết pháp vì giá trị của chánh pháp, vì lợi ích của chúng sanh, với một số đông người ngài vẫn thuyết, với một người ngài vẫn thuyết. Ngày hôm nay có nhiều trường hợp thứ vì có những vị mà tương đối có tiếng tâm một chút, thì vị này mỗi lần thuyết pháp thì đưa ra cái một cái chuẩn là cái đòi hỏi là mình phải đăng đàn, phải đăng đàn với bao nhiêu cái lễ nghi và với một hội chúng, giống như mình đi diễn thuyết mà diễn thuyết lấy tiền vậy đó, thì mình phải diễn thuyết với một cái nơi nào đó, một đám đông nào đó xứng đáng với mình, xứng đáng địa vị của mình. Khi mà mình nghe mình biết như chuyện đó thì mình nhớ lại Đức Phật. Có nhiều khi chỉ với một đệ tử mà ngài rất là kiên nhẫn cái giảng pháp, chứ không phải là đông ngài mới giảng, ít ngài không giảng, không phải như vậy. Và khi ngài giảng pháp thì ngài nói lên những gì mà cần nói, nên nói về thiện, về bất thiện, chứ không phải ngài nói để
tôn vinh người này, cha đọc người kia, ở trong lời nói của ngài. Chúng tôi nhớ nhớ là sư trưởng hồi xưa, sư trưởng có nói về trường hợp là có những vị mà thực sự yêu khi đi làm việc thì dù có đóng vai trò nào đó, nhưng mà khi mà giảng về Phật pháp thì chỉ nói thuần về kinh điển, nói về Phật pháp thôi. Và ở đây thì chúng tôi cũng phải đề cập đến một người và có liên hệ đến chúng ta, đó là Hòa thượng Minh Châu. Hòa thượng Minh Châu là cái vị mà bản kinh mà chúng ta đang học. Khi mà chúng tôi, khi mà Hòa thượng tịnh, thưa quý vị, chúng tôi có làm cái lễ ở chùa, và thật ra chúng tôi có thờ Hòa thượng ở trong chùa, và chúng tôi gặp một cái sự chống đối rất là mãnh liệt của một số người, một số anh em huynh đệ nữa. Tại vì nói Hòa thượng làm việc cho bên này bên kia vân vân. Nhưng bản thân của chúng tôi và nhiều chư tăng cũng biết rằng khi mà Hòa thượng mà dịch kinh hay là Hòa thượng viết bài, Hòa thượng không có pha lẫn cái khác, không có pha lẫn, mà Hòa thượng chỉ làm thuần túy, và nhất là thuần túy về kinh điển. Và điều đó là điều chắc tay cúi đầu, và đó là điều suốt đời mà chúng tôi biết ơn Hòa thượng. Dĩ nhiên là hồi trước Hòa thượng dạy chúng tôi là người học rồi, nhưng cái tư cách của Hòa thượng đó là tư cách của một người đệ tử Phật thôi, chứ đừng nói gì bậc đạo sĩ. Đức Phật ngài giảng pháp, thưa vị, khi Đức Phật ngài giảng pháp, nếu mà ngài có khiển trách một ai, nếu mà ngài có tán thán một ai, thì sự tán thán và khiển trách đó nó dựa trên cái giá trị của pháp, chứ không phải là vì ngài muốn tân bốc người đó hay muốn chào đạp người kia, không có. Phải đọc rất kỹ mới thấy điều đó, mới hiểu điều đó. Phật ngài không có cần, Đức Phật ngài đã vượt lên trên tất cả, ngài không có cần cái chuyện mà phải tân bốc người nào hay phải chào đạp người nào, không có, ngài không có, ngài không có cái phiền não. Khi đọc Phật chúng cảm nhận điều đó, chúng ta mới thấy cao cả của Đức Phật. Thật ra cái chuyện thuyết pháp đó là một lẽ, trình bày pháp một lẽ, cái cung cách đó là một lẽ khác. Đức Phật ngài có trả lời thẳng thắn với bản thân của mình không? Câu trả lời là có. Dạ. Câu trả lời có. Bởi vì ngài sống như thật, ngài sống thật với chính mình. Nếu ai hỏi với Đức Phật, Đức Phật ngài, ngài không có chuyện gì phải né tránh, hay ngài có chuyện gì ngài phải e ngại mà ngài không trả lời, ngài trả lời thẳng thắn. Thưa quý vị, điều sau cùng đó, điều thứ chín mà chúng ta nói tại đây, và Đức Phật ngài khuyên chúng ta là khi mà chúng ta tìm hiểu về Đức Phật thì chúng ta tìm hiểu về giá trị của giáo pháp, công năng của giáo pháp. Giáo pháp đó có thiết thực hiện tại, có hiệu năng hướng thượng. Giáo pháp đó có được trình bày một cách thiết thực, một cách rõ ràng, một cách trong sáng hay không? Thì thưa quý vị, tất cả chúng ta mỗi ngày ở tại đây đọc kinh điển, chúng ta đọc kinh điển, chúng ta suy nghĩ về kinh điển, và cũng phải nói một điều rằng những lời dạy này đã được ghi ở trong kinh điển, đã được truyền khẩu không phải mới đây mà lâu lắm rồi, 25, 26 thế kỷ rồi. Nhưng mà chúng ta thử xem lại những giá trị, những điều lợi ích đó, có giống như ngày xưa Đức Phật dạy cho thế giới hôm nay hay không? Thì mỗi chúng ta phải trả lời. Chúng ta không phải là vì mình không có việc làm rồi mình ngồi mình đem kinh điển ra mình bàn. Chúng ta không phải là vì mình rảnh quá rồi mình bàn những điều này. Nhưng mà rõ ràng những điều này mang lợi rất thiết thực trong đời sống. Hôm nay cũng như từ bao giờ, cái giá trị của chánh pháp luôn luôn là như vậy. Và ngài Nagasena Buddhanta hỏi ngài Na Tiên về chưa, ngài có tận mắt
để diện kiến Đức Phật không? Nó không. Thầy của ngài có diện kiến Đức Phật không? Không. Nhưng mà tại sao ngài tin ở cái sự cao cả, ở sự giác ngộ của Đức Phật? Thì ngài đã tin, ngài nói rằng, ngài đưa ra ví dụ giống như chúng ta đi vào trong một cái thành phố nguy nga đẹp đẽ, thì cho dù chúng ta không biết xác thực vị kiến trúc sư đó là ai, không thấy mặt vị kiến trúc sư đó, người tạo thành phố đó, nhưng mà chắc chắn phải đó là một công trình được tạo nên bởi một kiến trúc sư rất là tài hoa, có thực tài, chứ không phải là một vị tầm thường. Thì ở đây quý vị, tuy rằng chúng ta sống sau thời Đức Phật, nhưng mà chúng ta thử đọc lại trong kinh, đọc lại trong kinh. Ngày hôm nay không phải là một người, mà có không biết bao nhiêu người trí thức trên thế giới đều nhận một điều rằng những cái lời dạy mà một cách rất là hợp lý, rất là thực dụng, rất là lợi lạc và có giá trị vượt thời gian, đó là lời dạy của Đức Phật. Chúng ta không cần phải trao chuốt nhiều, chúng ta không cần phải nói cường điệu nhiều, mà điều đó thưa quý vị được nói bởi rất là nhiều nhà trí thức. Một trong những công trình rất là đơn giản, ví dụ như là Đức Phật qua cái nhìn của các nhà trí thức, một tác phẩm của ngài Kethamananda, ngài sưu tập nhiều cái lời nói, thì ở đó cũng cho chúng ta thấy sự cao quý của Đức Phật. Thì thưa quý vị, ở đoạn cuối cùng của bài kinh đó, thì Đức Phật dạy rằng những người nào mà tin Đức Thế Tôn mà do cái sự tìm hiểu có nghĩa văn cụ túc, có chánh kiến như vậy, thì cái niềm tin nó không bị suy xuyển, không bị phá hủy bởi bất cứ một sa môn, bà la môn, chư thiên, phạm thiên nào, bất kể ở đời. Bởi vì người đó tin vì hiểu Như Lai. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta quá chú trọng đến những cái niềm tin của số đông, cái niềm tin rộng khuôn, cái niềm tin mang nặng cái tính lý của tôn giáo. Chúng ta thấy có rất là nhiều người cổ võ là mình nên tin Phật là tại vì có người niệm Phật rồi chết để là xá lợi. Có nhiều người tin Phật là tại vì chỗ này chỗ kia cầu Phật đi được, cầu hết bệnh, hay là đi vượt biên thoát nạn vân vân. Chúng ta không có phủ nhận là những người đó có niềm tin, nhưng mà sự niềm tin như vậy chưa phải là một niềm tin mà thật sự. Và khi mà chúng ta đọc chính niệm tin thì chúng ta mới thấy rằng cái niềm tin nó phải dựa trên sự hiểu biết chân thực, và sự hiểu biết nó có nhiều chiều kích, có nhiều phương diện, mà không có đơn giản. Và với một người mà có trí tuệ, với một người khách quan, với một người có công tâm, thì những điều này cho chúng ta thấy một hình ảnh của bậc đạo sư rất là xác thực, rất là rõ ràng, mà đủ để củng cố niềm tin của họ. Chúng ta có vấn đề là thường là mình bắt đầu bằng niềm tin, rồi sau đó mới học Phật pháp để tạo ra trí tuệ. Nhưng mà ở đây Đức Phật thì kêu gọi chúng ta hãy dùng trí tuệ để xét, và xét với rất là để quan sát một cách rất là khách quan, rất đầy đủ, và xây dựng được cái niềm tin chân chánh. Và cái niềm tin đó bất động, niềm tin không dễ bị chi phối bởi bất cứ ai ở trong đời này. Thì thưa quý vị, lẽ ra thì bài kinh này chúng tôi nên phân ra làm hai buổi học, bởi vì một buổi học của chúng ta đó thì chúng ta không có nói hết được. Và hôm nay thật ra thì chúng tôi cũng không phải là cái ngày mà chúng tôi định trình bày bài kinh này, nhưng mà rồi vì giờ chót đại lý pháp tính cho biết là bận việc nên chúng tôi liền khuyết.
Nếu mà nói đủ hết thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời giờ. Thì có lẽ bây giờ thì chúng tôi xin để thỉnh thưa gọi người siêu. Hôm nay không phải là thỉnh tòa nói trong lúc soạn câu thảo luận, mà để thỉnh thưa gọi người siêu chia sẻ. Thứ nhất là những cái ghi nhận của thượng tọa về về những điểm mang cái kỹ thuật dịch thuật liên quan đến dịch thuật ở trong bài kinh này như thượng tọa đã trình bày, và sau đó thì cũng thỉnh thượng tọa từ siêu nói thêm về cái cảm nhận của thượng tọa khi đọc bài kinh này. Đó là một điều rất là quan trọng, mà thượng tọa từ siêu không biết thượng tọa có chiếc máy mà thượng tọa có nghe được không. Nếu thượng tọa từ siêu nghe được xin thượng tọa hoan hỷ. Dạ, xin kính thỉnh thưa gọi từ siêu. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Vừa qua chúng ta đã nghe thượng tọa Chánh Đẳng giảng về cái bài học trong đó có một vài điểm về vấn đề dịch thuật mà chúng tôi đã trình bày, nhưng khi nghe thượng tọa Chánh Đẳng giảng thì thượng tọa đã chỉnh lại cái chỗ đó. Chỉ có điều là ở trong cái bài học á, khi mà trích dẫn thì chúng ta để nguyên văn, cho nên cái chỗ đó hơi có vấn đề chút. Như câu nói như vậy tôi nghe trước mặt Thế Tôn, như vậy tôi được biết trước mặt Thế Tôn rằng ta do vô úy mà từ bỏ, ta không phải vì sợ hãi bỏ, do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên ta không thỏa mãn các dục vọng. Cái câu như vậy thì nó hơi nguy hiểm thưa quý vị, bởi vì trong tiếng Việt của chúng ta chữ mà không thỏa mãn với các dục vọng
tức là hưởng thụ hoài mà không thấy chán, hưởng thụ hoài mà không thấy chán. Nếu mà ngài đã tuyên bố rằng ngài đã đoạn diệt tham ái, không còn tham ái, thì tại sao mà gọi là không thỏa mãn với các dục vọng? Cho nên đây là một cái chỗ mà chúng tôi đọc hơi thấy kỳ kỳ, chúng tôi thấy kỳ kỳ. Aphayu parato, đa văn phải dù barato vitara gata kame nase vati khaya ragasa. Cái chữ vitara gata tức là do ly tham, ly tham khaya ragasa tức là do đoạn tận tham, do ly tham, do đoạn tận tham mà ngài không có kame nasevati, là ngài không có hưởng thụ hay là không có thọ dụng các dục, ngài không có thọ dụng các dục là bởi vì ngài ly tham, đoạn tận tham, chứ không phải là Aphayu Parato, chứ không phải ngài sợ mà ngài không dám thọ dụng. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải nhớ biết. Nhiều khi thưa quý vị các bạn, chúng tôi đang sử dụng cái bản dịch cũ lắm đó. Bản dịch Pali Việt đối chiếu là cái bản cũ, bản gốc hồi xưa. Còn khi mà khởi đầu của bài kinh với cái câu dịch là đề các tỳ kheo, vị tư sát tỳ kheo, muốn biết rõ tập tánh khác cần phải tìm hiểu về Như Lai để ý thức được ngài có chánh đẳng chánh giác. Thì cái câu đó thưa quý vị, chúng ta nghe nó hơi lủng củng một chút, ở đây trong cái bạch văn Pali đó, Vipassana
Vimansakena Phikve Phuna Parasat Choto Priyayam Achanantena Tathagate Samande Sanna. Sama Sambuddho wa Nuva. Ở đây có nghĩa cái chữ Vipassana Phikuna là với cái vị tỳ kheo tìm hiểu nhưng mà không biết được, nghĩa là không có tha tâm thông đó, không có biết được tâm, không có biết được tâm của người khác, thì ở đây Nam mô Bụt Tha Gia tưởng tòa tệ siêu đã rời diễn đàn rồi, thành ra mình đâu có nghe nữa được đâu. Bây giờ đợi một chút nha. Bây giờ ở trong của thượng tòa giặc đẳng có việc phải đi rồi. Bây giờ ở đây chỉ có dạ. Bây giờ thì đâu Sư Nguyên Thông ở xứ nào rồi? Dạ, xin mời Sư Nguyên Thông cầm mic. À, bây giờ chúng ta còn 22 phút nữa mới hết giờ. Dạ, kính thỉnh Sư Nguyên Thông cầm mic nè. Sẽ trở lại, nhưng mà trong khi trong thời gian Sư Tệ Siêu chưa có trở lại thì mời Sư Nguyên Thông cầm mic. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo lời đề nghị của Sư Thích con xin đỡ mai thời nhắn. Kính thưa Sư Phụ, kính thưa Đạo Tràng, hôm nay cái bài học mà nói rằng có nhiều người không dám khẳng định về bản thân và tự xét đức hạnh, còn khuyết điểm hay là thiếu tự tin, thì đó là trường hợp của chúng sanh. Còn đối với những bậc toàn giác Samma Sambuddho và những bậc lậu tận, tức là những bậc A-la-hán, thì những người đó đã diệt trừ được 10 phần kiết sử, 5 phần kiết sử là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ và dục ái và sân, rồi 5 thượng phần kiết sử là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và
kiêu mạn và vô minh. Thì tất cả những cái 10 phần kiết sử đó thì nghĩa là nói là cái dục, là cái chăn đá hay là cái má đó, thì đó nó đã không còn đối với những người, những bậc thánh là Đức Phật toàn giác và những bậc A-la-hán, là những người đó không còn kiết sử, những bậc cũng không còn những kiết sử nữa cả. A-la-hàm chỉ còn có 5 thượng phần kiết sử thôi, bởi vì những bậc tu đà hoàng chỉ diệt trừ được thân kiến huệ nghi và giới cấm thủ, còn dục ái và sân thì đối với các bậc tư đà hàm thì cũng diệt trừ được thân kiến huệ nghi và giới cấm thủ, dục ái và sân thì làm mũi lượt đi, nhưng mà vẫn còn. Nói tại những người mà dẫu đắc thánh, thì dù cô huệ ngọc mà cổ đắc tu đà hoàng rồi thì cổ vẫn có còn ham muốn lấy chồng. Rồi cái người đã đắc tư đà hàm, tức là dục thân kiến huệ nghi giới cấm thủ mà lại là mà đã làm mũi lừa cái dục ái và sân, như là đứa con gái đầu của ông cấp cô độc, thì sư mà khi mà cô ta chứng đắc được tư đà hàm rồi đó thì cô ta chờ một thời gian không ai đến rước cô ta cả, và cô ta học biết vì lý do gì mà buồn phiền, rồi sau đó cô ta chết đi. Thì có nghĩa là những người mà dẫu đắc tu đà hoàng vẫn còn có thể lấy chồng lấy vợ được, mà đắc tư đà hàm thì vẫn còn lấy chồng lấy vợ được, nhưng mà nó cái cường độ của dục ái và sân thì nó ít đi. Cho đến ngày đến cái trình độ của cái người Ana hàm thì cái dục ái và sân về thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ không còn nữa, thì những người đó thưa sư bá trở về, thầy con xin trao mai được cho sư bá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con không thể thay thế sư bá được, chỉ có cô mời con thế đặt một chút mà thôi, con thỉnh mời sư bá trở lại mai. Con xin mời sư bá. Xin cảm ơn sư cụ Minh Thông. Chúng tôi vào rồi nhưng mà chúng tôi đã nghe sư cụ Minh Thông trả lời, hay là đang nói, chúng tôi phải chờ cho đến chờ nói hết ý, không thể dừng ngang nửa chừng được. Nhưng mà sư cụ đã nói như vậy rồi thì tôi xin tiếp tục. Ở đây thưa quý vị, tại bây giờ chắc có lẽ có mình sư Nguyên Thông và chúng tôi thôi, không có ai hết. Chúng tôi trở lại vấn đề thưa quý vị. Khi mà nói đến cái đoạn văn lúc ban đầu
Nếu mà dịch là này cái tỳ kheo, vị tư sát tỳ kheo, khi mà dịch thì cái chữ vị tư sát tỳ kheo đó thì ở đây đó chúng ta nghe chúng ta không có rõ lắm. Và ở đây khi mà xài trong cách thứ ba, ngữ cách thứ ba đó, sử dụng cách thì với vị tỳ kheo, với vị tỳ kheo khi không biết tâm người khác. Thật ra nếu mà cái bản của chữ biết mà a cha đàn tỳ đá nó có cái phủ định từ ở phía trước thì chữ a, thì cái chỗ này chúng tôi nghĩ là nó hợp lý hơn là chữ a tiếp đầu ngữ, vì chữ a tiếp đầu ngữ thì ở cái chỗ này chúng ta kẹt cái vấn đề là a tiếp đầu ngữ ở đầu là biết, biết tâm của người khác. Nếu biết tâm của người khác thì cần gì, đâu có cần tìm hiểu. Còn ở đây đó, là với vị tỳ kheo hiểu, mà khi được tâm của người khác muốn tìm hiểu về Như Lai mà không biết được tâm của người khác, tức là không biết được tâm của Đức Phật đó, thì cần phải làm cái cách như là trắc nghiệm vậy đó, làm cách trắc nghiệm. Để nhận thức về Ngài có chánh đẳng chánh giác hay không. Cái dịch từ cái chữ chánh đẳng chánh giác đó, bình thường chúng ta xài là danh từ Arahant Samma Sambuddho, Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác, thì xài như vậy thì nghe nó dễ hiểu. Còn ở đây đó là chúng ta xài phải xài trong cái nghĩa tỉnh từ hay là cái nghĩa quá khứ quân từ. Chữ Samma Sambuddho Samma Sambuddho chữ Buddho lúc bây giờ không có nghĩa là xài trong cái nghĩa danh từ nữa, mà chữ Samma Sambuddho ở đây phải xài trong cái nghĩa quá khứ quân từ, mà nó trở thành một tỉnh từ, tức là phải trắc nghiệm. Samane Sanna là trắc nghiệm, Samane Sanna Katappa là cần phải trắc nghiệm, cần trắc nghiệm xem Đức Như Lai Tạch Tha Cà Tê, phải trắc nghiệm Đức Như Lai xem. Ngài phải là, Ngài có là vị chánh đẳng chánh giác hay không? Ngài có là vị chánh đẳng giác hay không? Ngài có phải là vị chánh đẳng giác hay không?
Chúng ta xài như vậy thì nó dễ hiểu hơn. Chứ ngài có chánh đẳng giác hay không thì trong trường hợp đó nó cũng hơi kẹt, thì văn hơi tối một chút xíu. Thì ở đây đó, cái ý muốn nói rằng là khi vừa bị tỳ kheo muốn tìm hiểu về Đức Phật nhưng mà không có khả năng hiểu được tâm của Đức Phật thì phải trắc nghiệm về Đức Phật xem ngài có phải là vị chánh đẳng giác hay không. Thì trắc nghiệm như thế nào? Ở đây Đức Phật dạy có chính cái sự kiện mà một vị tỳ kheo muốn biết Đức Phật, muốn biết ngài có phải là một vị chánh đẳng giác hay không thì phải trắc nghiệm qua chính cái vấn đề, và chính cái vấn đề mà chúng ta vừa được nghe từ tòa giác đẳng giảng giải trình bày khi nào thì phải nói rằng là Đức Thế Tôn ngài không có e ngại chúng đệ tử trách nhiệm và tìm hiểu về ngài. Vì sao vậy? Vì sao Đức Thế Tôn không ngại? Là bởi vì ngài thứ nhất là ngài thanh tịnh hoàn toàn. Cho dù một vị du sĩ, một vị bà la môn đệ tử được ông thầy cho đi theo Đức Phật để tìm hiểu về Đức Phật, vị xuất gia ở cận sát Đức Phật, theo dõi Đức Phật trong suốt 7 năm, tìm những cái khuyết điểm của ngài nhưng mà không thấy. Sau đó ông ta mới trở về thông báo cho thầy của mình biết. Thì vị trưởng lão Bà La Môn đó nghe như vậy rất quan hỷ và đi đến để đảnh lễ Đức Phật. Ngài không có sợ ai tìm hiểu về ngài sẽ biết rõ cái đời tư của ngài hay là cái sự khuất lấp của ngài, không có. Cái sở hành của ngài rất là minh bạch. Chúng đông người hay là nơi thanh vắng một mình thì thân cầu khẩu ý của ngài cũng hoàn toàn
trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh, cho nên ngài không có e ngại. Thứ hai nữa là ngài không có ngại sợ người khác chỉ trích về cái pháp mà ngài thuyết giảng, hay là cung cách mà ngài đi thuyết giảng pháp. Bởi vì Đức Thế Tôn là thuyết pháp, pháp đó là do tự ngài giác ngộ, chứ ngài không phải do dựa vào cái điểm truyền thống nào để mà giảng. Ngài không có nghe cái triết lý, ngài không có nghe rồi học theo cái triết lý của sa môn này hay vị bà la môn kia, để rồi ngài chế lập cái giáo pháp. Vì vậy cho nên ngài không có sợ, ngài không có e ngại người khác tìm hiểu họ sẽ phát hiện ra là những cái bài pháp của ngài thuyết đó, hay là những cái pháp thoại của ngài thuyết, những cái pháp môn ngài thuyết đó, là copy theo của người khác, ngài không có ngại cho đó. Rồi chúng ta đọc qua đây chúng ta sẽ thấy rằng là đối với Đức Phật, cái việc mà ngài thành tựu những cái hạnh đức cao quý đó là ngài thành tựu thật sự, chứ không phải là tùy hứng, có khi về khi khác, có khi thì ngài tốt lắm nhưng mà cũng có khi ngài xấu, có khi ngài có những ưu điểm mà nhận ngài cũng có khuyết điểm, không phải như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đọc ra đây nhé, thì chúng ta sẽ thấy nè, cũng giống như một cái vị sư phụ dạy võ nghệ cho học trò, học trò đã học thành tài đến người rồi đó, thì cái vị sư phụ đó kêu là học trò đó cứ là cầm binh khí mà đấu với sư phụ, nếu mà thắng được đó thì ngài cho xuống núi, thầy cũng cho xuống núi. Vì ông thầy là người dạy dỗ không cho học trò, cho nên ông thầy cũng biết rõ cái khả năng của mình. Thành thử ra khi mà dạy như vậy, học trò cứ đánh, nhưng mà đánh không bao giờ thắng được. Khi mà đọc qua bài kinh này, chúng ta sẽ thấy rằng là thật may mắn cho chúng ta khi mà chúng ta gặp được cái giáo pháp mà có một vị đạo sư tuyệt vời như vậy là Đức Phật. Và khi mà chúng ta đã đặt trọn cái niềm tin đó nơi Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự lợi, sự tiến hóa trong tương lai. Bây giờ cái một người Phật tử sẽ hỏi rằng là mình sanh sao để muộn, mình không gặp Đức Phật, làm sao mình trắc nghiệm, làm sao mình biết Đức Phật? Thì thưa quý vị, cũng giống như trong kinh Vilanda Panha đó, ngài nói với Sa Na,
khi mà được vua Milinda hỏi ngài, ngài có thấy Đức Phật không? Thầy hòa thượng, thầy tế độ, ngài có mới được diện, đã từng diện kiến Đức Phật hay không? Thì ngài nói là không, bởi vì ngài đã xuất hiện sau thời Đức Phật là 900 năm, thì làm sao mà gặp Đức Phật được? Thì vua mới hỏi vị, ngài căn y cứ vào đâu mà ngài có niềm tin, ngài quá tin tưởng vào Đức Phật là một con người vĩ đại như vậy, trí tuệ như vậy? Thì ngài nay xin án, ngài mới dẫn chứng, ngài nói rằng khi mà đại vương đi đến một cái thành phố nguy nga tráng lệ với những cái công trình kiến trúc độc đáo, đại vương có thể đánh giá được cái người mà vẽ nên cái công trình kiến trúc này, người đó phải là người kiến trúc sư tài hoa hay không? Thì vua nói phải, nhìn là biết liền. Thì ngài nói là xé nát, ngài hỏi vậy đại vương, khi mà tán thán cái người một vị kiến trúc sư tài hoa của thành phố thời cổ đó, vương có gặp được cái kiến trúc sư đó hay không? Nó không gặp, bởi vì lâu quá, mà trẫm thì mới đây thôi, nhưng mà trẫm tin tưởng là bởi vì nhìn thấy được những cái công trình kiến trúc nghệ thuật mỹ thuật mà kiến trúc sư đó đã để lại còn nguyên vẹn. Thì ngài đã sáng ngài nói của vậy, mặc dù tôi không gặp Đức Phật, không thấy Đức Phật, nhưng mà tôi có học hiểu cái giáo pháp mà Đức Phật đã để lại. Xuyên qua giáo pháp đó, tôi thấy toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn hảo động đầu, toàn hảo động giữa, toàn hảo động cuối, và có một cái hiệu năng đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, có hiệu năng giúp cho chúng sanh giải thoát khổ khổ luân hồi. Cho nên tôi tin rằng vị mà thuyết được cái pháp này đó phải là một vị Phật. Thì cũng vậy thưa quý vị, khi mà chúng ta dù không gặp được Đức Phật, để chúng ta có thể trách nhiệm Đức Phật qua cái sở hành và qua cái lời nói của ngài, nhưng mà chúng ta có thể trách nhiệm để biết được Đức Phật qua cái giáo lý mà ngài đã thuyết giảng, đã trình bày, chúng ta sẽ biết. Ồ, đến đây đã hết giờ rồi, cho nên chúng tôi xin được dừng lại ở đây. Kính chúc quý vị Phật tử chúng ta luôn được xã vui tiến hóa. Và bây giờ thì xin mời sư cô Khê Ma lên hưởng phước đóng rực và đóng rụm Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Chúng con kính tri ân thượng tọa Tế Siêu. Sa thú lành thai. Con Khai Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng